Hello, vâng, xin chào mọi người nhé. Thì trên hình ảnh này các bạn thấy đó chính là khẩu loading M39 được cài sang thương S. Rồi thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử làm trận đầu tiên xem là liệu không biết là nó sẽ bắn như nào đây. Điều trước tôi đã giới thiệu cho nên là bây giờ tôi không phải bàn luận nhiều về khẩu này nữa nhá. Đấy, nhưng mà tôi khẩu đó hồi tôi bắn ý, ở trước clip tôi làm thì nó không có cái cây, không có cái sát thương S. À không, ý tôi nói là không có sát thương nào cả luôn ý. Sát thương E nó cũng không gắn vào luôn. Ok, thì bây giờ cuối cùng mình đã lượm được quả ác có cái sát thương E rồi, cho nên bây giờ mình sẽ bắt thử bắn thử xem như thế nào nhá. Rồi bây giờ mình sẽ map đầu tiên, map bến cảng. Ui thế luôn, đấu đội thì đúng là sở trường của tôi rồi. Nhưng tay nên dở dao này làm gì đấy. Này. Bướm vào cái ba mạng đầu tiên này. Úi rồi ơi. Thì kìa xấy cả băng mà cũng mà đứng lắp đạn. Úi rồi, 5 mạng rồi. Cứ bị ép gắt như này này thì nó mới là cái lợi cho mình. Ok, ném bom trượt. Ui dồi ôi. Ui, cứ tưởng là cái thằng kia chứ, thằng kia nó đang không nhìn thấy mình. Dù thế nào thì có được cái ba. Chả có luôn, cái 9 kin thế này. Ok, đang hồi sinh thì mình cứ chờ đây cái đã. Đấy, đi ngoại hình thì các bạn khỏi cần ba rồi nhá, rất là chất luôn. Với hình hộp đầu lô xương, đầu lô hộp sọ kìa. Hộp sọ đen đang tỏa sáng, phát sáng kìa. Rồi sao mà không hiểu sao chúng nó chết nhanh thế nhở. Mình lấy gì mà ăn bây giờ. Ủa? Không nhìn thấy à? Thôi trận này team nó thất thủ được chắc rồi. Cái cách biệt thế này làm sao nó vượt được. Lại bị thằng sờ nít đằng sau lưng móc mình. Không sao hồi sinh nhanh ấy nhở. Nghĩ đằng ra mình kịp để đủ ăn sơ được cả hai thằng này đấy. Câu chuyện đầu tiên kết thúc trả ra cái gì cả. Ấy, tôi nhìn đi mà chết nhanh chưa? Nó cứ lao thò mặt ra cái chết thế này thì tôi lấy gì mà bắn bây giờ? Thế đấy lại không nhìn thấy mình. Rồi trận đầu tiên trả ra cái gì? Mà trận thứ hai đi. Trận này thì nhanh quá. Rồi ok, cuối cùng thì nó lên điểm rồi. Ok, tôi làm 3 trận luôn nhá. Không biết là liệu 3 trận tôi có full điểm không nhỉ. Rồi ok, bây giờ chúng ta đến trận thứ 2 nhá. Rồi đi map thảm cỏ xanh. Úi dồi ôi. Rồi tôi bắt đầu nghi ngờ tên mày rồi. Đám thằng này đều là cùng một server. Tôi thấy có cái mùi gì đó khả nghi ở đây. Đấy. Không có hack thì không sao, nhưng mà nếu có hack thì coi như không đường thoát. Đấy, map sinh tử thì nó không có đường thoát. Mà nó có sai đâu. Đấy thì các bạn cũng có thể hiểu được lý do tại sao tôi không chơi Indo là vì thế đấy.
Thường thường thì mỗi lần tôi ghép danh ấy là phải đến tận 3 đến 4 team hack cơ. Nhưng mà cũng vì do là số lượng người chơi đấy quá là ít. Đấy các bạn nhìn thấy là có chỉ có 320 người ghép thôi. Cho nên là khả năng mà trúng được cái team hack này là rất là dễ đấy. Tôi nghĩ là nếu mà làm bên Việt Nam nó tốt hơn. Nhưng mà vấn đề Việt Nam còn chưa up được khẩu này đi. Tôi thấy luôn, nếu mà có một khẩu súng này ở Việt Nam thì chắc chắn là tôi sẽ làm ở VM suốt đời luôn, chả bao giờ làm ở đây nữa. Đây là map thí nghiệm. Ôi sinh tử thì hơi căng đấy. Cứ ra cái là chết luôn. Nếu mà đội tốt, bởi vì tôi có hồi sinh nhanh được mà. Úi dồi ôi. Sò lạc thế nhở? Thằng này làm gì đây? Độ. Chả phải mạng của mình đấy. Ui. Này thì KSG à? Thủ ở nhà cho lắm vào ra ngồi đấy lại chết rồi. Tất nhiên là em từ từ thôi, bom nhiều quá. Ui được 6 kin rồi. Ui này gắt nhờ. Bom này bom cần này thì nguy hiểm lắm. Vãi cả đích ạ. Nếu mà những map mà có địa hình xa ấy thì tôi nghĩ là bom cần này ném cũng chả ra gì đâu. Ví dụ nếu mà map này thì ném bom được này, sẽ không có người dính ấy. Thấy chưa? Ok, chúng ta trận thứ 3 nhá. Trận này khá là nhanh. Okay, let's go. Rồi này là map đặt bom. Ok thì bây giờ không có hay là ok rồi, bây giờ thì vừa đi đường này xem có thanh niên nào không nào. Ủa ôi. Bộ này cũng nhiều mong cần ai phết nhở. Ủa. Rồi bom đang rơi ở đây thì mình nghĩ là thế nào hai thanh niên còn lại sẽ nó ra đây thôi. Thì có một vài trường hợp ý, thì các bạn cũng thể hiểu được tại sao mình không thể bình luận được nhiều trong khi đang quay clip. Bởi vì mình khó bắn hơn hẳn. Mình đang cố gắng tìm một cái ứng dụng là ấy, là mình chỉ bắn thôi, xong rồi đến khi nào mình làm xong rồi mình lồng giọng vào, dùng ứng dụng đấy lồng giọng vào. Chứ thế luôn, tôi khó thật với các bạn là vừa chơi vừa bình luận ý. Bắn rất là khó. Úi dồi ôi, sao mê lắm nhỉ. Rồi bộ này đang bao nhiêu thằng này thì bây giờ biết thằng nào ăn thằng nào bây giờ. May thật là sao thổi mình lại lôi bom grenade ra nhở.
Nhưng lần sau tôi thề rằng tôi không bao giờ tôi trang bị cái thứ này vào nữa. Ôi dồi ôi, bao nhiêu là thằng đấy kia, đáng ra mình đã có được một ổ, ăn được một ổ đấy. Vừa nhất quyết không ném bom nữa. Đấy. Ok, ra ngoài không có thằng nào rồi. Đâu rồi? Cái kia. Đen đi nhở? Thanh niên này nó cầm đắc cơn lai nó hạ cho mình nát luôn rồi, còn thằng này nó cũng chả nhìn thấy địch đâu cả, trong cũng chết thôi. Rồi con cầm sợ, con cầm sniper nữa. Chỗ này có để trong mày rồi, nó đi đầy này. Đấy thì nó tôi bảo rồi, cái bom cần nai này nó vừa có cái lợi vừa có cái hại. Nhiều khi không phải là cứ nhiều bom nào tốt đâu. Ngáo. Được, bao nhiêu thằng này. Ui. Lúc nghe ông ra là màu dây mà này. Ui dồi, 4 thằng luôn. Bom rơi ở đây rồi. Rồi còn lại một thanh niên, chắc là mình nghĩ là ván này mình thắng đấy. Ném một quả để làm tín hiệu xem có thằng nào ở đây không. Tranh thủ là bây giờ nó còn đang ở đây. Rồi chết rồi. Ôi mấy cái đấy nó hạ mình mà hết sọt luôn. Mới mẻ mép từ từ thôi, tại vì team mình yếu quá. Rồi cũng có thằng treo này. Ba thằng còn lại nó không treo nhưng mà cũng cũng chả tin tưởng gì từ họ đâu. Ông cứ nằm đi. Phải từ từ thôi. Một mình thì không thể cân hết được cả 5 thằng như này được. Phải đây đây. Ui. Rồi vậy là 3 đều rồi. Trận này là máu lửa này. Phải từ từ thôi. Ok thôi, thế là team mình thắng rồi. Mình nghĩ là chắc là một không cần cân được 3 đâu. Thế còn một thanh niên nữa, hình như nó, tôi cảm giác là nó đang cố gắng là đợi đến lúc gần hết thời gian mà lúc mà team mình nó ngáo ngơ, nó định xông ra nó bổ mà phải biết ngay đứng đây mà lại. Rồi lúc ấy thì có, lúc ấy có một cái đoạn là mình bị ngắt do là có gián đoạn cho nên là bị văng ra nhá, nhưng mà không sao vẫn win đấy, mình team mình win đấy. Thôi rồi, cảm ơn tất cả bạn xem nhé, hẹn gặp lại clip ngày mai.